Thưa quý vị, các chuyên gia y tế trên toàn thế giới cũng đã cảnh báo rằng đỉnh dịch cúm mùa có thể được dập tắt một cách nhân tạo thông qua các biện pháp kiềm chế được dịch COVID-19 hiện nay và làm tăng khả năng xảy ra một đợt bùng phát dịch mới hiếm gặp vào mùa xuân hoặc là vào mùa hè năm nay. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới, thì mỗi một năm sẽ có tới 650.000 người chết do các bệnh viêm đường hô hấp liên quan tới cúm mùa. Mùa cúm 2020-2021 đặc biệt nhẹ ở hầu hết các nơi trên thế giới do những biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 khiến số ca mắc cúm giảm mạnh. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học lâu nay lo ngại thời kỳ gián đoạn vào năm ngoái có thể khiến thế giới mất khả năng miễn dịch cúm mùa và đối mặt với một đợt bùng phát nghiêm trọng. Chuyên gia về virus corona và virus cúm tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu Pasi Patinen cho biết lợi ích phụ của các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn làn sóng dịch Omicron như đeo khẩu trang và hạn chế đi lại có thể đã giúp thế giới vượt qua đỉnh dịch cúm. Tuy nhiên, ông cảnh báo dịch cúm năm nay có nguy cơ sẽ kéo dài hơn bình thường. Bà Alicia Wood, nhà dịch tễ học thuộc nhóm giám sát dịch cúm trong nước tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cũng cho rằng có khả năng dịch cúm năm nay có thể đạt đỉnh muộn hơn thường lệ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nguy cơ bùng phát đồng thời dịch cúm và COVID-19 ở Bắc Bán Cầu vào mùa đông năm nay là không cao.